Thưa quý vị, theo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng năm 2024 tại phiên họp thường kỳ tháng 9 của Ủy ban Nhân dân tỉnh mới đây, một trong những chỉ tiêu có khả năng hoàn thành vượt kế hoạch là thu ngân sách nhà nước năm 2024. Cơ sở cho niềm tin này là hiện cả 16 nguồn thu đều tăng so với cùng kỳ. Và ngay sau đây, Ngữ Bình sẽ cung cấp thêm đến quý vị thông tin chi tiết hơn về nội dung này. Xin mời Ngữ Bình. Vâng, thưa quý vị, cũng theo thông tin từ phiên họp, ước tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Tây Ninh 9 tháng đạt trên 9.300 tỷ đồng, tăng trên 84% dự toán, tăng gần 15% cùng kỳ. Trong đó, tổng thu nội địa gần 8.000 tỷ đồng, đạt gần 81% so với dự toán, tăng gần 14% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu gần 1.400 tỷ đồng, đạt trên 113% dự toán, tăng gần 20% cùng kỳ. Có 10 trên 15 khoản thu đạt từ 75% trở lên so với dự toán. 4 nguồn thu vượt khi mới 9 tháng, 3 nguồn thu đạt từ 90% đến trên 95%. 100% huyện thu ngân sách đạt trên 75%. 3 đơn vị có số thu ngân sách đạt cao so với tỉnh. Huyện Gò Dầu đạt trên 103%, về đích sớm hơn 3 tháng. Và mời quý vị theo dõi chương trình thời sự với những thông tin quan trọng khác.